Thì dù ở nhà rất ít nhưng thời điểm ở nhà rất là chất lượng. Chồng em ở nhà, em thường hay nói với mọi người á là mọi người cứ nói là trời ơi tội nghiệp bé này quá, nó có chồng mà phải đi làm xa này kia. Em nói không mọi người, em rất là vui, em rất là thích cái hiện tại bây giờ luôn á, em rất là thích như vậy. Có nghĩa là một tuần chồng em đi trực, một tuần về, nhưng mà một tuần chồng em về đó chất lượng, chồng em làm hết tất cả mọi việc cho em. Làm nhưng mà không càm ràm, chỉ có về nhà là hung vợ xong rồi làm hết mọi việc. Trời. À cứ như vậy, rồi nấu ăn cũng vậy nữa. Bạn cực kỳ lãng mạn, mà lãng mạn quá luôn ha. Thôi bây giờ không có hỏi nữa. Khen nhiều quá anh. Không có hỏi nữa. Đôi nào mà khen nhau trời nhiều ơi, như đôi này luôn. Hỏi làm đó gì, trong khi ở dưới kìa chưa có ai có vợ hết trơn kìa. Trong mặt chứ. Đó. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Wow, cây đàn guitar nha. Xin chào. Gà lăng quá. Mời em. Ồ, đã thấy bây giờ một là cuộc tình lãng mạn hiện rồi. Vâng. Lại anh chồng lại mang theo một cái đàn nữa. Dạ. Nhưng mà có phải là chồng đàn vợ hát không, cho chị hỏi một chút. Dạ có đây là em xin chào anh Quốc Thuận, như là chị Thanh Vân ạ. À, hôm nay thì hai vợ chồng em cũng có một món quà nhỏ nhỏ muốn dành tặng cho hai anh chị cũng như là tất cả các khán giả đang xem đài truyền hình nè. Dạ cho em xin phép hôm nay chồng em sẽ đờn ca, còn em sẽ múa một điệu múa nhỏ nhỏ ạ. Wow. Chào em, cho em xin phép mở trước. Rồi mời em. Anh có thể chờ em từ sáng đến tối, chỉ ngắm em trong bộ đồ anh yêu, có em ở phía sau, đi đâu cũng được. Em không cần mang son mỗi khi gần anh, 5 phút sau son sẽ mở ngay thôi. Vì anh thích hôn lên môi, hay lên đâu cũng được. Em không cần make up từ sáng đến tối, anh chót yêu luôn mộc mạc nơi em. Em vẫn lung linh khi cần, em sao cũng đẹp. Rồi mai này ta ra đi, em muốn chưa sân nhà đầy hoa. Anh nói em còn bên anh, thì sao cũng được. Ôi, một tiết mục okay. Mở đầu rất là dễ thương, rất là ngọt ngào. Cảm ơn hai vợ chồng nhiều. Thôi mời em giới thiệu về mình luôn. Đúng rồi. Dạ. Dạ, em chào anh chị cũng như tất cả quý khán giả. Em tên là Dương Ngọc Trâm, năm nay em 30 tuổi. Em đang công tác ở Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc của Sở Văn hóa Thành phố. Bảo sao? Nhưng mà rồi bây giờ mời anh bộ đội. Dạ. Xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Thanh Vân và chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Em Trung Quý Đồng Văn Buôn, năm nay 30 tuổi. Hiện tại em đang là chính trị viên đại đội 18 Trung đoàn 1 Sư đoàn 9 Quân đoàn 4. Nghe cái tên của bạn rất là lạ anh ạ, Đoàn Văn Buôn. Buôn. Tên của em nghe lạ thế, thì có cái xuất phát đặc biệt gì không? Dạ, thưa anh chị thì tên của em là do ông ngoại đặt. Ông ngoại em thì ngày xưa rất là giỏi tiếng Pháp. Cái chữ buôn này là nếu mà dịch qua sát nghĩa với tiếng Việt là nó có ý gì không? Dạ, cũng là những cái phiên âm của những con số mà. Thí dụ như anh hai em là on, on là số 1 của tiếng Pháp. Anh kế em là son thì nó là not, not son. Còn buôn của em á, thì ngày xưa á, nó là phiên âm là có chữ F. Nhưng mà sau này á, thì cán bộ dân số ở xã họ đổi lại cho phù hợp với cái tiếng Việt. Khi mà Trâm gặp Buôn thì em có cảm thấy đặc biệt và ấn tượng với tên này không? Đúng rồi. Dạ, nếu mà nói về cái lần đầu tiên gặp gỡ á, thì phải ngược dòng thời gian về 11 năm về trước. Wow. Như vậy năm. Là cái mối tình này là lâu dài lắm nha. Đúng rồi. Hồi xưa thì em và chồng em đều là những cô cậu rất là còn trẻ lên Sài Gòn để học tập. Thì em và chồng em cùng học chung một trường đại học, cùng học chung một khoa luôn, cùng chung một lớp. Xong thì em muốn gặp ông này. Thì ông này thì cũng cao to, được gọi là lớp trưởng của lớp nữa. Rất là quan tâm đến tất cả các bạn trong lớp, hay nhắn tin hỏi là chúc buổi sáng vui vẻ, chúc buổi tối tốt lành kia. Mà không bao giờ thấy nhắn tin kia. Thì học một thời gian được vài tháng đầu á, thì hỏi ra sao mới biết là do em xài Vina. Chứ em xài mạng Vina, bạn xài bạn được theo nó, bạn có nhắn cho em. Sợ tốn tiền. Có nghĩa là thật ra đó là nhắn cho
cùng mạng á, dạ, cùng nó miễn phí, mạng miễn phí đó. Thật sự thì cái việc mà em nhắn tin thì vợ em nó cũng nói hơi quá, tại vì trong lớp em là tới gần tới lớp đại học em nhớ là gần 60 người. Dạ. Thì em chỉ nhắn với một số bạn mà hiện tại một số em, là bao nhiêu em? Ví dụ như là em nhớ 8 người hay là khoảng 18 người? Khoảng mười mấy người là em đã từng gặp, từng tiếp xúc, từng xin số điện thoại. Dạ. Lúc đó là thậm chí là em chưa có số điện thoại của vợ em. Dạ. Em với chồng em thì chung chơi chung một cái nhóm bạn nữa. Thì hôm đó là có sinh nhật một bạn thì có một sự cố xảy ra là ông này ông bị mất chiếc xe. Mất xe? Mất chiếc xe máy. Nhưng mà có một chuyện là nhà chồng em thì làm nông nên cái việc có một chiếc xe máy nó rất là khó khăn. Nên rất là quý. Khi mà biết mất chiếc xe lúc đó thì mình cũng đã có thiện cảm một tí với cái anh này rồi. Xong rồi thấy ảnh lại mất xe, xong rồi cũng nói chuyện này kia. Nhưng mà lúc đó là em thì nhà em ở dưới Cà Mau, gia đình cũng gọi là hơi khá giả một tí. Thì em cũng không phải làm một cái bất cứ việc gì hết á. Em chỉ có lên em biết học thôi. Chắc là ông trời thấy em là chỉ học thôi không làm gì hết nên cho đụng vô này để em biết nhiều việc hơn. Thì bạn này mất xe, tự nhiên em phải lo theo luôn. Là em với bạn này cùng đi làm để bù lại chiếc xe đó. Ủa là sao? Cùng đi làm? Là... lúc đó chưa là gì của nhau mà. Nhưng mà lúc đó cũng đã nhắn tin nói chuyện qua lại. Và cũng như là bạn cũng có ngỏ ý là làm quen. Thời điểm đó thì mình cũng chưa có nhiều việc. Mình có mỗi việc học thôi thì mình cũng muốn đi làm thêm. Thì cũng đi làm thêm chung với bạn này. Em với bạn cùng hùng lại nhau 10 triệu để em về cho nhà bạn. Để nói là do một cái người bạn khác là mất xe nên thền lại, bồi thường lại á. Thì lúc đó chắc là em dạy trai á. Đúng là vậy. Anh đang định nói đó em, mà bé nói luôn rồi. Từ đầu em cũng không biết vợ em là ở gia đình khá giả đâu. Vợ em rất là bình thường, không biết trang điểm, không biết, nói chung không biết diện, ăn diện. Và thật sự trong lớp thì em chỉ ấn tượng với vợ em là ăn nói rất là lớn tiếng và rất là hổ báo. Quát nạt mấy bạn trai trong lớp luôn. Thấy chưa? Đó là cái bộ mặt rất là dữ tợn. Nói chung là em không để ý gì tới vợ em hết. Kể từ sau này em mới bắt đầu chú ý tới vợ em. Và sau này vợ em mới bắt đầu là mới trang điểm rồi an diện này kia. Mới dịu dàng lại. Dạ, dịu dàng lại, đồng tính. Không còn hổ báo nữa. Ấn tượng của chàng trai này trong mắt của Trâm thì sao? Đây là chàng trai đầu tiên mà em chủ động làm quen. Đây là cái khoảng thời gian mà hai đứa cùng kiếm tiền là khoảng thời gian có nhiều kỷ niệm nhất. Rồi hai người quen nhau bao nhiêu lâu thì đi đến kết hôn? Dạ, quen nhau 7 năm và kết hôn 4 năm. Dạ, là 11 năm tại giờ. Thì em với bạn Quân có một cái điểm chung với nhau là rất thích kinh doanh. Em với bạn còn làm một chiếc xe trà chanh, bán trà chanh trước trường nữa. Nên thời điểm đó rất là vui. Tất cả các bạn ở trong trường rất là ủng hộ tụi em. Bán trà chanh xong rồi tới bán đồng hồ. Tóm lại là em buôn bán nhiều lắm. Thời điểm đó là em vừa học vừa buôn bán. Ủa nhưng mà cái lúc mà đi kinh doanh trà chanh đồng hồ là lúc đó là Quân chưa có đi bộ đội đúng không? Dạ chưa. Dạ. Sau khi tốt nghiệp đại học xong thì vợ em quyết định là học tiếp thạc sĩ. Còn đối với em thì em được em ra trường làm được nửa năm thì em có lệnh nhập ngũ. Em mới lên đường nhập ngũ. Nhập ngũ thì được cũng 6 tháng tân binh tại Bộ Tham mưu Quân khu 7. Thì các anh tạo điều kiện cho em đi học văn bằng 2 Đại học Sĩ quan Chính trị. Thì sau khi học 2 năm về thì em mới lấy vợ. Khi mà biết tin bạn này sẽ đi nghĩa vụ thì tụi em đã quen nhau cũng được 4 năm đại học rồi. Nhưng mà em chưa bao giờ nói với cha mẹ về cái việc có bạn này xuất hiện hết. Thì trước khi đi nghĩa vụ thì em cũng thực hiện cái lời hứa với bạn là em sẽ mời bạn về nhà cũng như là giới thiệu cho ba mẹ. Nhưng mà em có nói một câu, em nói với bạn là nếu ba mẹ của Trâm mà đồng ý thì mối quan hệ này Trâm sẽ tiếp tục. Nhưng còn nếu mà ba mẹ có thể là khuyên nhủ em thế này thế kia thì em sẽ vì gia đình em nhiều hơn. Thì cho bạn này về. Không may anh, không phải cha mẹ em không thích mà là cả dòng họ em thích, cả hàng xóm em thích luôn. Trời, nói câu không may anh, không may. Bất ngờ. Bất ngờ. Nên là bạn này được một cái tính là bạn rất là được lòng những người lớn tuổi. Và bạn có một cái bạn hiền, cũng trầm tính một tí. Nên đó cũng là cái lý do mà em cũng khuyên bạn á, là nếu có cơ hội thì Trâm nghĩ là Bull nên đi theo con đường đó, để cho bạn vững tin, để bạn đi bạn... Anh cứ đi làm nghĩa vụ đi, em ở nhà em chờ. Không, chờ thì hồi xưa giờ hai đứa vẫn không hứa gì hết. Duyên đến đâu thì
hai vợ chồng sẽ hưởng đến đó, hai đứa sẽ yêu nhau đến đó mà thôi, chứ không bao giờ nói trước điều gì hết. Thì bạn đi, thì trong khoảng thời gian mà 6 tháng đó rất là cực hình. Thời điểm đó em lại học lên nữa, em lại học lên thạc sĩ nữa. Em vừa đi làm công việc của em vừa đi học lên. Nhưng mà may mắn rằng ngay thời điểm đó em lựa chọn là em học lên. Bởi vì khi em học lên thì nó sẽ có nhiều thứ để em phải bận tâm hơn là việc bận tâm về bạn. Đúng rồi. À, cũng như là việc bận tâm về những người khác xung quanh em. Buôn được một cái là từ thời điểm đó đến bây giờ á, thì dù ở nhà rất ít nhưng thời điểm ở nhà rất là chất lượng. Chồng em ở nhà, em thường hay nói với mọi người á là mọi người cứ nói là trời ơi, tội nghiệp bé này quá, nó có chồng mà phải đi làm xa này kia. Em nói không, mọi người, em rất là vui, em rất là thích cái hiện tại bây giờ luôn á. Em rất là thích như vậy. Có nghĩa là một tuần chồng em đi trực, một tuần về, nhưng mà một tuần chồng em về đó chất lượng. Chồng em làm hết tất cả mọi việc cho em. Làm nhưng mà không càm ràm, chỉ có về nhà là hung vợ, xong rồi làm hết mọi việc. Trời. À, cứ như vậy, rồi nấu ăn cũng vậy nữa. Bạn cực kỳ lãng mạn, mà lãng mạn quá luôn ha. Thôi bây giờ không có hỏi nữa. Khen nhiều quá anh. Không có hỏi nữa. Đôi nào mà khen nhau trời nhiều ơi, như đôi này luôn. Hỏi làm gì, trong khi ở dưới kìa chưa có ai có vợ hết trơn kìa. Trong mặt chứ. Đó. Vì cái lý do gì mà khi mà Bun vừa tốt nghiệp ra trường thì Bun lại là cưới trăm liền vậy? Thật ra là Bun hứa với em á là năm 30 tuổi là thời điểm này mới cưới nè. Nhưng không biết về cái là hai bên gia đình hối. Tại vì nhà em là cực kỳ, phải nói là cả dòng họ em cực kỳ thích bạn này luôn. Thích lắm. Hiện tại tới giờ vẫn vậy, mẹ em tối nào cũng điện cho em, cứ hỏi Bun về không con, hôm nay Bun về không. Con nhớ là con nhẹ nhàng với chồng thôi nghe, con thương chồng. Cái câu nhẹ nhàng là chút là có cái để mình khui rồi đó. Và thêm nữa là bạn này có một câu nói với em mà em thấy là thôi, chắc là cái trước sau thì mình sẽ lấy người này thôi, tại mình đã xác định rồi. Thì bạn này nói với em một câu là trong tay Bun bây giờ không có gì hết á, có chăm là điều quý giá nhất, có chăm là điều quý giá nhất. Trời ơi, ngọt ngào quá. Từ nãy giờ toàn nghe khen thôi anh ạ. Bây giờ khen quá trời khen rồi, kết hôn rồi đi. Bây giờ đến phần này mà quan trọng này, thế có gì để chê nhau không? Bây giờ cho Bun kể trước đi. Trong 4 năm Bun kể trước nào. Trong 4 năm ở với nhau, có những cái tật xấu gì của cô ấy không? Kể ra đi em, đây là cơ hội đó. Thì trong 4 năm hai đứa em về sống chung, thì như anh chị cũng đã biết từ đầu rồi, thì giờ em không có biết làm việc nhà, cũng như là không thích làm việc nhà luôn. Thì cái tật xấu của vợ em là nhà cửa cứ để rất là bừa bộn, không có dọn. Vợ em rất là thương em cái chỗ nữa là, có nghĩa là một tuần em đi làm, một tuần em được về, thì vợ em chừa hết công việc một tuần đó cho em làm luôn. Là vợ em không hề đụng vô một cái gì hết. Có những cái tật xấu mà, ví dụ như là lên web và thấy bán đồ bán đạt, trong phải đặt hàng mua này nọ đó. Có một cái bệnh đó, vợ em hay đặt đồ online rất là nhiều, và có nhiều sản phẩm đặt không sử dụng đó. Cái vấn đề đó vậy là tật xấu đó em. Vậy là tật xấu đó em. Mà mua sắm cho em hay mua sắm cho ai? Dạ, mua sắm cho vợ em và mua sắm cho con mèo của em. À, là con mèo. Thế là không mua cho chồng. Dạ, mua cho em thì rất là ít, chắc một năm được một hai lần. Rồi rồi, thí dụ như mua đồ cho mèo thì mua gì đi hả? Mua đồ cho mèo thì mua quần áo cho mèo, mua rất nhiều anh. Không phải là mua một bộ đâu, mua nhiều màu và nhiều cỡ. Và con mèo nhà em nó lớn rất là nhanh, thì chỉ cần em thấy chỉ cần mặc có một lần thôi là bỏ. Rất là phí. Và thức ăn cho mèo nữa thì rất là nhiều, vợ em rất là cưng. Là vợ mua pate gan rồi pate cá ngừ, các loại mùi vị cho em mèo lựa chọn. Và rất là phí nữa là em mèo với em ăn chỉ một số loại thôi, còn một số bỏ. Thì em là người sẽ là người giải quyết những cái đó. Có nghĩa là em sẽ đi liên hệ để mà cho những cái đó. Trời, em để thì nó rất là phí. Em cho những người khác vậy. Có nghĩa là lo cho cái bụng của con mèo nhiều hơn cái bụng của bé Bun. Thôi bây giờ được định nhường cơ hội cho Trâm đi. Đến lượt em rồi. Vùng lên em. Mạnh mẽ lên. Nói về tật xấu, chắc chồng em có một tật xấu duy nhất. Chồng em ngủ rất là ngáy. Thì bây giờ hiện tại giờ là em quen rồi. Nhưng mà đi mình có nhiều cái mình rất là ngại. Tại nhà em ở Cà Mau, mà đi từ Sài Gòn về Cà Mau là tới 8 tiếng, là anh phải đi xe giường nằm. Mà lên xe giường nằm là chồng em ngủ rất ngon, và mọi người xung quanh không ai ngủ được. Ôi, nghe nói cái này thương anh này quá. Thương quá. Tại thật ra cái ngáy đó em là mình đâu mình không có biết được, biết được không đâu. Control được. Nó là bệnh lý mà. Đúng rồi. Đúng chưa? Thôi nhưng mà qua câu chuyện này, hy vọng là các anh
các anh chị mà chủ xe đó, khi mai mốt mà có thấy có thấy quá thấy buồn đó, cũng đừng có để cái tấm bảng coi như là không nhận ổng nha. Vì tiếng ngáy nha, thật ra người ta không hề biết người ta ngáy đâu em. Đúng rồi, người ta không có muốn làm phiền đâu. Họ tội nghiệp lắm, tại vì tôi cũng ngáy dữ lắm. Thế ngoài ra thì còn cái gì không? Có cái tính nào mà lại làm em khó chịu không? Đó. Kiểu nhây không hay là lười không hay là gì? À đúng rồi, rất là nhây. Đó. Nhây. Giỡn cực kỳ nhây luôn. Như là đi chơi với đám bạn em cũng vậy, cũng là chọc là nhây, nhây là nó hoài, nói khi nào mình quạo thôi, mình bực bội thì trong mắt mọi người mình đã hơi dữ dằn tí rồi mà còn nhây như vậy là khiến như mình phải dữ dằn hơn nữa. Ừ. Như đi chơi cả đám bạn đi, như kêu thôi chồng lại chồng mà kêu nước cho các bạn đi. Bạn kia vừa mới nói là trà đào, ổng qua đâm kêu bà nước cam. Em đứng em nghe em nói kêu là trà đào mà tại sao mà kêu nước cam. Là nghĩa là nói xong rồi lại quay lại nhây nhây, nó hỏi tới hỏi lui, hỏi tới hỏi lui, rất là nhây luôn anh. Đó, cái đó thật xấu đó. Rất nhây. Thật sự thì chọc ở nhà thì em thích chọc mọi người. Chọc mọi người cười, kể cả vợ em rất là hay tạo cho vợ tiếng cười. Nhưng mà mỗi lần bà giận lên mà có đáng yêu không? Dạ cũng đáng yêu ạ. Dạ cũng đáng yêu ạ. Giận mà đáng yêu là được. Thôi giờ Bun có mong muốn vợ mình thay đổi điều gì không nè? Ngoài cái việc mà em góp ý về cái việc mà mua hàng online này kia, vợ em mua nhiều thôi, còn em thấy những cái thứ khác thì em cũng không muốn vợ em thay đổi điều gì cả. Không thay đổi. Tại vì hiện tại là em thấy hai vợ chồng em rất là hiểu nhau, chấp nhận được những cái khuyết điểm của nhau. Hai tụi em có thể dung hòa cho nhau được, bù đắp cho nhau được. Thế còn Trâm thì sao? Em có điều gì mà mong muốn chồng mình thay đổi không? Tới hiện tại bây giờ thì chồng đã có nhiều thứ hơn em mong đợi. Khi mà em mong đợi về chồng em á thì em cũng không nghĩ là sẽ có nhiều thứ hơn em nghĩ. Như là chồng em lãng mạn, tới một cái bữa tiệc hay là tới một cái ngày lễ nào đó thì dù không có ở nhà, chồng vẫn sẽ đặt để người ta ship lại những món quà tặng em để tạo bất ngờ. Hoặc là khi mà chồng em ở nhà thì chồng sẽ nấu ăn và trang trí, chồng em nấu ăn rất là ngon và trang trí rất là đẹp để cho em cảm nhận được là dù chồng em ở một tuần thôi nhưng mà đối với em nó là quá đầy đủ rồi, quá chất lượng. Rồi lãng mạn quá. Nhưng mà nãy tụi em nói là 4 năm rồi tụi em vẫn chưa có em bé. Là do các em kế hoạch hay là có một cái nguyên nhân nào không? Năm ngoái thì hai chồng em cũng có tin vui, nhưng mà chắc là do thời điểm đó là em đang chạy có nhiều dự án của bản thân em á, nên em bé mới có 6 tuần, bé không có tim thai. Nên bác sĩ chỉ định là phải dừng lại. Thì thương quá. Buông có thể ôm vợ một cái được không? Hai vợ chồng em đã đợi bé rất là lâu rồi. Thì thời điểm đó là hai vợ chồng khóc rất là lớn ở bệnh viện luôn. Thì em khóc rất là lớn, em khóc có nghĩa là muốn banh bệnh viện luôn á. Thì ông này em rất là bình tĩnh nha, bình tĩnh để cho em đừng có quá xúc động. Nhưng mà khi mà nghe cuộc điện thoại của sếp hỏi thăm á, thủ trưởng hỏi thăm á, thì trên đường về thì bạn khóc rất là nhiều. Đó là em nghĩ là có thể đó là cái sự mất mát lớn nhất mà đối với em từng trải qua. Nhưng mà chắc chắn là em bé sẽ quay lại. Chị cảm nhận được cái sự chân thành mà hai bạn dành cho nhau. Hai bạn đã cùng nhau đi qua một cái chặng đường quá dài, 11 năm nó không phải là ngắn nha. Chị chưa bao giờ ở bên ai được lâu như thế. Nên chị rất là ngưỡng mộ hai em. Và chị chúc hai tình yêu của hai bạn sẽ một ngày nào đó sẽ có một cái quả ngọt đến vào đúng thời điểm. Hai em sẽ có một cái cuộc sống rất là hạnh phúc bên nhau. Chúc mừng hai bạn đã gặp được nhau trong cuộc đời này. Thôi anh chúc cho hai vợ chồng Trâm với Bun trong cuộc sống chắc chắn sẽ có rất là nhiều những cái điều nó không thuận như ý của mình. Bất như ý. Đúng chưa? Dạ. Nhưng mà chỉ cần có tình yêu thương, có sự thấu hiểu là sẽ vượt qua tất cả. Chắc chắn. Mà biến những cái khó nó thành cái dễ. Đúng. Chúc cho hai vợ chồng em ha. Trong năm nay bác sĩ sẽ báo cái tin vui. Và qua năm sau có thể sẽ có một cặp song sinh xuất hiện trong gia đình của các em. Ok, được chưa? Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện về hôn nhân gia đình. Cảm ơn hai bạn. Bên đó tín hiệu nó hơi bị giật đường truyền đó chị.
chị ơi, ngồi mình bị đang bị cắt đầu á. Mình để điện thoại để thấy mặt chị ha. Rồi, ok, rồi, bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình, họ mình cũng quen quen mấy thầy chị ha. Dạ, em chào các anh chị trong ban biên tập. Em là Phạm Thị Nguyên. Chị ơi, chị ơi, nó lớn hơn em không kia. Bên chị rè. Bên chị rè lắm. Dạ, em chào các anh chị trong ban biên tập. Em là tên là Phạm Thị Nguyên. Em hiện tại sinh năm 1990. Quê quán cư ngụ hiện tại của em là ở Vĩnh Long. Nghề nghiệp hiện tại của em đang làm trong lĩnh vực nhân viên kinh doanh bên mảng hay tài chính ngân hàng. Nhân viên kinh doanh à? Dạ đúng đó chị. Ngân hàng nào chị ơi? Em bên ngân hàng Sài Gòn Hà Nội. Công ty gì chứ? Dạ, em mặt mảng tài chính của ngân hàng Sài Gòn Hà Nội đó chị. Sài Gòn Hà Nội hả? Dạ. Là viết tắt mà nói là nó là gì? Là SHB Finance đó chị. SHB ớt đó chị. SHB Finance. Ok. Điểm mạnh của em là khả năng tương tác giao tiếp và nắm bắt tâm lý là trong cái công việc của em thôi. Còn trong em cảm thấy em là một người chân thành, trung thực. Điểm yếu là em cả tin. Chị tự không? Dạ. Tin người quá. Dạ tin người quá, tại vì mình tưởng ai cũng như mình đó chị. Giờ làm ngân hàng ở Vĩnh Long. Em làm ở tại chỗ địa phương của em luôn ở Vĩnh Long đó chị. Công việc của em là đi thị trường. Thì thường khách ở đâu thì em đi tới đó thôi. Rồi. Bây giờ thì tình trường của Nhiên có bấm rồi. Gia đình chưa? Em hiện đang là mẹ đơn thân của hai bé chị. Mình có hai gái. Hai bé gái, một bé sinh năm 2016 và một bé sinh năm 2014. Ly hôn cách đây khoảng 2 năm. Rồi hai vợ chồng mình ở với nhau bao lâu mà mình dẫn tới ly hôn? Alo. Tình trường thì tới luôn là khoảng bên bệnh hiệu chập chờn quá ta. Mình ly hôn bao lâu rồi Nhiên? Alo. Chị có nghe rõ em nói không? Em sao em nghe tiếng chị nhỏ quá đó. Ừ, bây giờ ở bên Nhiên chị cũng nghe nhỏ mà lè nữa. Rồi bây giờ mình nói đi, ly hôn bao lâu rồi? Ủa Trang ơi, em có nghe chị nói không Trang? Chắc tín hiệu bên đó bị gì á. Đứng luôn rồi nè. Dạ em nghe rất là nhỏ luôn á chị. Tại chị nó yếu quá. Bên thấy đứng hết rồi nè. Dạ không biết là mình đổi qua chế độ 3G được không ạ? Em vẫn đang xài 4G á, chứ em không có xài wifi. À dạ rồi. Rồi thôi mình nói tiếp ha. Mình cuộc hôn nhân đó là mình sống với nhau bao lâu rồi, lý do vì sao mình ly hôn? Chị có thể mà mình gọi lại để cho cái tín hiệu nó tốt hơn hay không? Hiện tại là em không có nghe. Rồi em nghe được chưa em ơi? Alo em nghe được chưa? Bấm nút đỏ thoát đi bạn. Sao bên đó nó rè quá trời rồi.
Alo. Dạ chị nghe, chị nghe được chưa ạ? Dạ em nghe rõ rồi chị. Dạ vâng. Rồi mình ăn thịt rồi, mình ăn hôn của mình đi lên, của mình đi lên, đi lên. Dạ. Làm sống mình đã bao lâu? Đã bao lâu? Đứng lâu vì sao mình lúng khô? Kết hôn khoảng 6 năm á chị, 6 năm thì em ly hôn chị. Ly hôn là do là cái ly hôn thật sự là cái ý của em. Tại vì có nhiều chuyện trong hôn nhân đó chị, nó ảnh hưởng tới quyền lợi của một người mẹ. Cho nên em quyết định ly hôn để em được giữ con em và giữ cái quyền lợi của một người mẹ. Tại mình vì trong quá trình hôn nhân tính thôi, tính thôi, tính thôi. Mình đi hôn vì lý do thôi, vì lý do chứ mình nói chung chung như vậy, mình nói chung như vậy không bị lộn là không bị lý do. Dạ đi hôn có gì á là em muốn á là bảo vệ quyền lợi của một người mẹ, tại vì á trong quá trình mà kết hôn với nhau á thì bên phía chồng em có nghe lời gia đình và bắt hai đứa con em đi về dưới quê của gia đình chồng em á và không cho em gặp con em. Ủa sao cho nên là kết hôn xong rồi kết hôn xong rồi chồng bắt con rồi chồng bắt con rồi bên mặt rồi vậy. Dạ thì đó là một cái câu chuyện rất là dài mà em mới là không có là em không có lỗi lầm gì trong câu chuyện gì hết, thì vậy đó em mới cảm thấy là em bị thiệt thòi chuyện là vì cái gia đình khi mà anh lấy em á thì bên phía gia đình em á có hỗ trợ cho em với chồng em á là một số tiền. Rồi những cái phần đất đai của cha em cho em thì em cũng gom tất cả để đưa cho chồng để làm vốn kinh doanh. Thì sau thời gian thì anh ấy kinh doanh nó bị lỗ lã, rồi anh ấy đâm ra thất chí này nọ. Nhưng mà thật sự là theo em được biết đó là những cái số tiền mà ảnh nói với em là để làm ăn kinh doanh thì ảnh đã đưa hết cho gia đình bên mẹ ruột của ảnh và em trai của ảnh. Thì từ đó em đang hụt hẫng rồi hay còn có cãi cãi với nhau. Rồi chồng em là ảnh biết được sự thật là em biết rồi, ảnh không còn muốn gì thích gì nữa. Rồi gia đình ảnh xuống dục với lại bây giờ là đem hết những cái tài sản còn lại mà ảnh đang giữ là gồm có những cái xe hơi và tiền bạc, rồi có hai đứa con nữa đem về quê, rồi em trên này coi như là những gì mà của họ là họ sẽ lấy như vậy đó. Nhưng mà thật sự là cái đó, những cái đó là cũng không phải là của họ, rồi họ lại tước cái quyền mà được làm mẹ của em. Lúc đó là con em nó còn rất là nhỏ, nó còn đang bú mẹ nữa, mà như là trong lúc mà anh phá sản đó là em phải vừa chăm con mà vừa tự đi kiếm sống ở bên ngoài để gánh hai cái phần trách nhiệm của anh. Mà trong lúc mà em đi làm á thì anh ở nhà không, anh không có chịu đi làm gì hết trơn á. Rồi em nói em gửi con ở nhà, em nói là coi giùm em một chút rồi để em đi làm, em đi gặp khách xong rồi em quay trở về liền. Anh lợi dụng cái lúc mà em đi làm vậy đó rồi tự đùm túm hai đứa con em đi về quê âm thầm lặng lẽ, em gọi con bắt máy không trả lời gì luôn. Rồi sau đó em có liên hệ lại mấy lần, em nhắn tin thì không trả lời, rồi gọi điện thoại cũng không trả lời, em gọi cho mẹ chồng em, chồng em cũng không trả lời luôn. Em xin gặp con em cũng không trả lời. Rồi sau đó em mới nhờ đến sự can thiệp của bên họ phụ nữ đó. Nhờ với lại công an địa phương ở trên Đồng Nai hỗ trợ giùm em được gặp con em và được đem con về. Trong quá trình đi thì tới đó thì họ lại không cho, họ kêu em là phải giải quyết sao cho hợp lý đi rồi họ sẽ trả con lại cho em. Họ có nói với em là con thì là con của em, không có ai dành nuôi đâu, nên em về em dạy mất thì sao cho hợp lý, là cái ý của họ là muốn em ly hôn với con của họ, thì chứ họ cũng không cần thiết gì đến cháu đâu. Thì ly hôn với con của con luôn hả? Họ dạy như là bên em là sẽ chịu hết luôn. Thì họ giữ những đứa bé như là một cái
cái sự trao đổi như vậy đó. Rồi sau đó em cảm thấy là khi mà mình nhờ tới chính quyền địa phương rồi họ cũng không giúp được gì cho mình luôn. Em lên đó tổng cộng 2 lần. Lần thứ 3 em nhờ cái phụ nữ hội hội liên hiệp phụ nữ Vĩnh Long phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ Đồng Nai, rồi phối hợp với công an, rồi mời họ ra, em mới giành được cái quyền mà giữ con em, đợi con em lại. Rồi sau đó em mới được sự tư vấn của mọi người, bây giờ chỉ có ly hôn. Thì ra tòa em mới được giành quyền nuôi con em thật sự và không bị họ với rầy nữa. Dạ, cái tín hiệu bên mình nó đang bị giật giật đó chị. Alo, 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 alo. Dạ, em đã nghe rõ rồi chị. Ừ, bây giờ là bây em giờ nói về hình ảnh, em không muốn nghe chị nghe cái lý do ly hôn của em rồi. Hình mẫu em mong muốn thì một người đàn ông như thế nào, ngoại hình à, tính cách là, rồi công việc, quê quán. Thực sự là hồi xưa giờ em chọn con trai nhưng em không có một cái tiêu chuẩn gì hết, là em nhìn em cảm thấy có tình cảm và làm em thương được thì những cái khuyết điểm đó, như kiểu là em mà thương rồi thì cái gì cũng có thể, mà em là không thương là cái gì cũng không thể, em là kiểu vậy á. Nên là nếu mà đưa ra một hình mẫu thì em sẽ tập hợp những cái mà thì tạm gọi những thất bại của em trước đi, do em cả tin quá thì em chọn những cái người nó sai với cái sai với cái tiêu chuẩn hay là cái sự phù hợp với mình á, mà nó làm mình phải như thế này. Thì bây giờ một người đàn ông thì phù hợp với em là một người đàn ông như thế nào? Ví dụ như là một người đàn ông ta thích tập ớm hay là cái gì đó. Mình cụ thể thì ở đây mới tìm được, chứ mình nói chung là nó dạy gì đâu có gì đâu có năng lực ta. Ngoại hình thì em không quan trọng lắm, nhưng mà thứ nhất là phải sạch sẽ. Tại cái nét thì người ta tham gia là theo cái gen của cha mẹ như vậy rồi, không phải, cho nên là không em cũng không quan trọng ngoại hình đó. Thì thật sự em cũng không thích mà một người quá đẹp trai hay là quá chỉnh chu như vậy, em sẽ không thấy không an toàn. Cho nên là đẹp hay không thì không quan trọng, quan trọng là phải sạch sẽ, nhìn tươm tất, lịch sự. Rồi mình cao khoảng bao nhiêu như vậy Nhi? Em cao 1m6 chị. Ồ thì vậy anh nó cũng cao rồi, 1m6 là cũng lên ha. Dạ thì một người con trai thì em nghĩ là nên cao hơn người phụ nữ. Rồi công việc quê quán của anh đó như thế nào? Công việc đó thì cái mức mà có thể thường thường em đi công tác những cái chỗ của em thì từ Hồ Chí Minh đi vào, thì em nghĩ là cái những cái vị trí như vậy thì có thể dễ dàng tương tác trao đổi qua lại với nhau. Rồi rồi mình trở về miền Tây ha, Tây ha. Dạ đúng rồi. Rồi mình nói tiếp mình nói với em thôi. Rồi còn dạ. Công việc người ta thì sao không? Dạ, ví dụ ta ly dị sao vậy? Hiện tại là em cũng có công việc ổn định, cho nên là em nghĩ là để mà nó tương xứng với nhau, về cái môi trường sống phù hợp thì anh đó cũng có một công việc ổn định, và thu nhập thì cũng có từ bằng hoặc là cao hơn em. Và là khoảng bao nhiêu chị ơi? Dạ khoảng tầm 2 mấy triệu trở lên. Tại vì em làm công ăn lương đi, nhưng mà em mong muốn là cái người chị là bao nhiêu một tháng thì thu nhập bao nhiêu? Dạ tầm 25. Ok rồi em, nhưng mà em mong muốn là một cái người mà em có thể tìm hiểu để tiến tới một cái tình cảm gì đó, thì nên là một người về kinh doanh. Tại vì em thích kinh doanh, nhưng mà tại vì rồi ok rồi ok kinh doanh rồi
ngoài kinh doanh ra thì chị gặp hết chị gặp hết công việc gì nữa không? Tốt nhất là đừng có nên là cái người làm cùng ngành với em, tại vì cùng ngành nó khó hiểu nhau chị. Người ta đang người ta đang cùng ngành cùng ngành sao mà khó làm mà khó làm sao ta? Không, cùng cái ngành của em á là nó thuộc về mảng tài chính đó chị, cho nên là em luôn quan niệm là những cái mà việc tương tác khách hàng, chăm sóc khách hàng này nọ thì nó mang tính xã giao, thì em không thích một cái người như vậy, nó giống em quá, nó không có mang đến một cái mới mẻ gì. Mình khi tiếp xúc khách hàng làm việc về em như vậy rồi em nhìn một người kia cũng giống em như vậy nữa, nó không có cái gì. Rồi người ta đi vậy, người ta đi vậy đúng không chị ơi? Chị ơi. Dạ được, nhưng mà phải thật sự dứt khoát với cái cũ của chị. Đúng rồi, như đúng chị, rồi, anh cũng chị. Phải giấy tờ lên, giấy tờ lên hàng trước. Giấy tờ là cái chuyện nó cơ bản rồi, nhưng mà nhiều khi đó là có thể họ còn trao đổi qua lại làm bạn với nhau như vậy nữa thì không phải lẽ bất kỷ, nhưng mà cái đó là cái sự mà em cảm thấy là nó bất an á chị. Người ta không làm, người ta không làm, người ta trao đổi để trao đổi để nuôi con, người ta dễ hơn, người ta dễ hơn thì được không? Dạ, cái đó là đương nhiên rồi chị. Rồi ok, rồi ok vậy ha chị ha. Mình còn nhu cầu gì nữa không chị? Cái người đó là phải độc lập với gia đình, như là những cái quyết định gì của họ là phải độc lập. Nó không có lệ thuộc gia đình, là gia đình có đồng ý hay không hay là có chấp nhận hay không thì anh ấy mới quyết định được đó chị. Rồi ok, rồi, ok. Ở đây thì tụi này đã thu nhập hết những thông tin của rồi có gì thì chương trình mình sẽ liên hệ lại với chị nếu mà có người phù hợp được và được xong ha. Dạ, rồi em cảm ơn chị. Rồi, chào, rồi, chào, chào. Nó ồn quá ớn rồi chứ.